lạnh quá bay. Lạnh á? Ừ. Lạnh đâu mà lạnh. Nóng toát hết mồ hôi ra thế này. Ma đâu Min? Ma đâu? Ma đâu Min? Đừng có ỉa cho nhá. Ỉa được ăn cho nó. Ma đâu? Ma đâu? Ma đâu? Lạnh quá. Khi bên nhà cái này. Khi bên cái này. Lạnh quá. Đó, ngồi xuống. Cái này tạt thử cái này đi, khoái gì lại đi à? Cái thứ tạt lên cuối, tạt lên cho ba. Không, không tạt đâu. Muốn được yên. Đó, như này. Cái gì cái này? Cắm một tí thôi mà. Hello guys, hôm nay mình sẽ làm cho mình tắm nha. Nói được thôi. Rồi là. Ôi ôi ôi, đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Bên đó tắm đâu? Khôi. Khôi nhỏ thế mà. Con về đây vào gần đây chứ. Mí. Ôi dồi ôi mì. Đây tắm nè. Cái gì mà mày đó. Một khi mà lòng tối đi chứ. Con ngủ mày. Mặt bệnh quá. Tôi cần bạn đến bên tôi lúc này. Tôi cần bạn đến bên tôi lúc này. Chúng ta là anh em tôi. Ok đấy mà. Mời mẹ. Tình anh em ta. Anh khác muốn nói để tìm được anh hào quang. Đi bông. Một bánh thề. Có gọi đâu không? Má đâu? Anh em ta đi đến khác muốn nhất đặt tin anh hào quang. Minh ơi, Minh ơi, nhà Minh ơi, này, nhà Minh ơi, này. Minh ơi, này, này. Tắm Minh nhỉ? Tắm, Minh. Hơi. Được rồi, được rồi. Em bắt đầu tin. Áo của bo mà. Đó. Bao phải đâu áo bẩn đó trước, đó trước để lại cho mình ấy lắm ôm ôm cái này cái không ngắm nhìn anh em ta đi lên khác mắt mắt để tin anh không chút nào nghĩ cô nó quá ăn quả nhá. Khô rồi nhỉ, giờ là thoải mái rồi. Mát chưa? Đôi cao cấp này. Anh em ta suốt đời. Anh em ta đi.
Bò đi vứt đi nào. Chú hỏi con. Chú con. Này. Con ăn đi. Rồi xuống đi, đừng chơi nào. Lên trần nhà thế bà. Min này. Mẹ. Bố nhà trả tiền điện nhà đó mà trả tiền điện là có tiền điện thôi. Chẳng cắt điện chẳng lao này. Chẳng cắt điện chẳng lao này. Mình chuột có lấy ô hoa đi mà. Chuyện. Chuyện kia làm gì Min? Thích nhỉ? Thích nhỉ? Tắm mát xong thích nhỉ? Cắn bình sứa Min. Khôi làm gì đấy Khôi? Rửa gì? Thao à? Ơi, bắt tay nào. Bắt tay nào. Bắt tay. Đi đâu rồi? Lên chạm mái nhà đi ba. Xuống đi nào. Khôi làm gì đấy Khôi? Rửa tay nhanh đi. Soi gương à Min? Không nhìn con. Ăn cơm đi. Thích nghịch chỗ nước hả Min? Tắm tiếp không? À mình kia đi thôi. Tránh bà. Có ăn đấy không? Để muốn cho một miếng nữa nè. Chẳng hạn hết. Chứ chứ à, không cần đây luôn. Nè nè nè. Khôi nghịch ướt hết sân rồi Khôi. Ngon lắm, thích lắm á nó này. Ngọt đấy nhỉ. Ngon là cái này, nghe này cái này. Nè nè, lấy cái này nữa thôi á. Hết rồi. Này. Mà kiếp quá. Quay lấy cái dao đi cất thì thôi. Anh hứa. Đi vào trong. Anh lên để bà đấy cho. Hết rồi. Từ từ đã, cứ từ từ, đừng phải vội.
đang ăn ngon. Đi lên đâu. Đây, đây, đây. Mi.